Quý vị, hôm qua thì Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2021, thay thế quy chế trước đây vào năm 2015, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành có liên quan và tình hình hoạt động du lịch thực tế. Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương, tổ chức đơn vị có liên quan trong việc phối hợp hỗ trợ khách du lịch. Theo đó, các cơ quan địa phương tổ chức đơn vị khi tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch là đầu mối phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình. Đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, không đụng đẩy trách nhiệm và bố trí cán bộ chuyên trách có thẩm quyền thực hiện, chỉ đạo cách giải quyết các vụ việc. Quy chế cũng ban hành thời gian giải quyết vụ việc tại hiện trường, 15 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin, người được phân công phải có mặt để xử lý, bằng văn bản hoặc thành lập đoàn liên ngành, du khách gọi vào đường dây nóng, sao 2258 để được hỗ trợ. Các đơn vị cũng đã trao đổi một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết vụ việc theo phản ánh của khách du lịch, đảm bảo môi trường du lịch của Nha Trang Khánh Hòa an toàn, thân thiện.